ra solar đồ khoảng 15 năm. Tỉnh Nghệ An có rất nhiều cái thuận lợi để mà triển khai đầu tư tại đây. Lãnh đạo tỉnh rất là quan tâm và tạo mọi cái điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Nghệ An. Làm sao chúng ta đủ quy mô, đủ cung cấp cái nguyên liệu ra để cho các cái nhà máy thức ăn chăn nuôi như chúng tôi là có đầy đủ nguyên liệu cũng như cái chất lượng đảm bảo để chúng tôi sản xuất. Rất mong muốn rằng tỉnh sẽ có những cái định hướng về mặt lâu dài ở trên địa bàn tỉnh nhé. Và trong cái quá trình hoạt động thì công ty cũng có gặp khó khăn trong vì vấn đề vận chuyển, thì cũng mong là ủy ban nhân dân huyện tiến hành cũng như là các cơ quan ban ngành mở rộng cũng như là tu sửa đường. Từ trước thì huyện chủ yếu là thu hút đầu tư từ nguồn ngân sách cấp trên, nhưng mà thì thời gian tới thì chú trọng đa dạng các cái loại hình đầu tư, là một cái ảnh hưởng từ đầu tư mà rất chú trọng đến cái đối tượng đầu tư là con em của người Yên Thành, là doanh nghiệp thành đạt trên mọi miền của tổ quốc. Rồi đây về cái tuyến cửa khẩu Thanh Thủy cao tốc Bắc Trang Thanh Thủy đợi đi Viêng Chăn cũng là quốc tế, thì những cái yếu tố này còn với hạ tầng trong tỉnh nữa sẽ là một cái đòn bẩy cất cánh. Thứ hai nữa là hạ tầng về khu công nghiệp, thì sau V-Ship thì còn có Hamarai chuẩn bị triển khai đầu tư, và rồi đây sẽ có một vài nhà đầu tư nữa đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, tạo nên một cái sự đồng bộ về hạ tầng. Nhà đầu tư vào đây không lo lắng về bất kể một cái dịch vụ nào, và họ vào chỉ có đặt nhà máy và công nghệ để triển khai thi công ngay.